chơi nữa. Là mình sẽ đánh quân gì đây? Xưa là công ty mình thì xưa là công ty mình hay nhiều giờ ăn và ăn là mình thì chưa đi mua đây thôi. Còn xưa là kiểu có lần 12 giờ nhập đêm nhập cả đêm 12 giờ đi ăn đi ăn đêm đi ăn 12 giờ đi ăn đêm là đi ăn đi ăn ho lên nhà ăn. Xưa mình làm trước cũng có cái chức vụ công ty nếu mình làm mà khá trưởng nó làm khá trưởng nha mình làm khá trưởng nha cái lượng mình được đi thì nhà mình không phải làm thì chỉ giám sát công nhân đấy đấy ăn ăn cơm xong rồi ăn cơm là mình sẽ đi lên lên nhà ăn xong rồi đi buôn lên nhà. Ăn cơm ăn cơm xong rồi lên nhà ăn rồi và đứng quân và chết cá đứng quân vừa chơi vừa đi quanh xưởng nó đỡ buồn ngủ nha bạn chứ còn là không chơi game nhé thì anh em buồn lắm đi làm cả đêm mà mắt căng mắt quan sát không thể làm việc nào xong có lỗi sai thì không bị hô hàng thì không căng mắt ra nhìn là bạn chơi game luôn nào bạn nào bạn là bạn cờ buồn buồn một buồn như là chơi với là nghiệp luôn vui mà.
cờ cuối đó nhưng nó rảnh tay nhưng không cờ rảnh tay mình để đi kia được, đi mình lại được. Còn đâu mà đánh 5 năm ấy, đánh cờ này mình cứ thì thoảng mình cúi xuống mình nhìn một cái xong rồi thôi. Linh kiện thì từng con một, từng tí một, để nó lỗi ở đâu không, là lỗi không, có bị thằng lái thiếu gì không, đấy, có bị nói chung là đêm mày ép, mày tập ở chơi đêm không, đêm qua ngày tối nào cũng ngắn lên con hoặc chân luôn, rất buồn. Nghề nó một cái khác nhau em hiểu không? Nếu mà làm cái công ty là nó gò bó lắm, là công ty thứ nhất là mình làm ca trưởng này, mình phải bảo là công nhân chậm hàng thì họ là trong truyền nói chuyện là chậm hàng các thứ này, mà để nếu như không giám đốc nó không xuống không xuống kiểm tra thì không sao thì ok mình để làm đêm mà đêm thì nó không chuyện trò gì buồn ngủ lắm không làm được đấy là mình rất thoải mái chứ là mình làm mình cho nó chuyện cho bình thường nói chung là để im tí nói chung cho bắt được làm không có giám đốc xuống thì thôi có nói chuyện nữa tập trung vào làm việc đấy. Là lúc lên rồi thì đi rồi thì ngày nào làm nó trực tiếp cũng không sao cả đấy. Cái gọi là mình biết làm ca trưởng chung là nó có ba ca trưởng là thấp nhất xuống đến công nhân à đến ca trưởng xuống đến công nhân ca trưởng là một cả mỗi ca đấy một cái chuyến ấy chạy ca ngày ca đêm quản cái ca đấy mà một ca thì tầm 20 người 20 đến 30 người một ca đấy. Rồi ca trưởng đến tổ trưởng đến tổ trưởng đến trưởng phòng giám đốc nó phân mũ em ạ, ca trưởng thì mũ vàng đúng vàng mũ vàng á còn đâu tổ trưởng mũ xanh nước biển giám đốc xanh nước biển đậm giám đốc à đâu, trưởng phòng với giám đốc chi nhánh ấy thì sẽ đổi mũ xanh nước biển màu nhạt nhạt công nhân là mũ xám mình đều rất là đóng gói là tổ trưởng ca trưởng đóng gói mình là